Tin giáo sứ Búng Thánh lễ mừng kính Thánh phê đoàn công quý Vào ngày 19 tháng 6 năm 2018, Đức Giám mục Giáo Phận đã khai mạc năm thánh mừng kính các thánh tự đạo Việt Nam và chọn địa điểm hành hương tại giáo sứ Búng, quê hương thánh phê đoàn công quý. Từ thời điểm đó, khách thập phương từ nơi xa trong ngoài giáo phận thường đến viếng nơi đây với một lòng thành kính sâu xa. Sáng nay, vào lúc 9 giờ ngày 31 tháng 7 năm 2018, nhà thờ giáo sứ Búng, nhiều người từ khắp nơi quy tụ về Búng, mừng kính thánh phê -rô quý trong thánh lễ do Đức cha Du Xe Nguyễn Tấn Tước chủ tế, cha sở Simon Nguyễn Văn Thu và quý cha cùng đồng tế, với đông đảo bà con giáo dân từ các giáo hạt về đây hiệp dâng thánh lễ. Trước khi kết lễ, cha sở Simon cảm ơn Đức cha Du Xe vì tình thương đến đây hiệp dâng thánh lễ, cảm ơn quý cha quý tu sĩ và các đoàn hành hương cùng dâng lên chúa những ước nguyện sốt sắng cho nước chúa rộng lan cha simon bày tỏ vui mừng khi các đoàn hành hương đến với giáo xứ búng và hân hoan đón tiếp quý khách đức cha giuse ban phép lành toàn xá cộng đoàn tín hữu cúi đầu đón nhận sau thánh lễ đức cha giuse quý cha quý tu sĩ quý bà con và quý khách đến tượng đài thánh phêrô đoàn công quý dân hương cầu nguyện và hôn kính xương với lòng tôn kính thánh lễ kết thúc mọi người ra về trong niềm tin yêu